Vâng, xin chào quý anh chị. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một lô đất rẩy. Và lô đất rẩy này là chủ yếu là trồng cây cà phê và cao su. Lô đất này thì có diện tích là 1,8 hectare nhé quý anh chị, 18.000 m². Và phía trên này là trồng 900 cây cà phê năm thứ 5 và năm thứ 3 và 300 cây cao su. Thì trong 900 cây cà phê đó thì là có 600 cây cà phê là năm thứ 5 là đã bắt đầu thu chính, và 300 cây cà phê là năm thứ 3 thì năm nay mới bắt đầu là cho thu bỏ nha quý anh chị. Còn phía dưới thì có 300 cây cao su. Trong cao su thì cũng đang cho khai thác rồi, nhưng mà cũng không được đẹp lắm đâu cao su quá. Nhưng mà cà phê thì cũng khá là đẹp. Năm nay thì như chủ nhà nói thì thu được khoảng 2,5 tấn cà phê. Dưới này là cà phê năm thứ ba nha quý chị. Còn phía trên là cà phê năm thứ 5. Thì địa thế của cái lô đất này thì rất là bằng nha quý anh chị. Đó, như quý anh chị coi trong video thì thấy là rất là bằng. Chỉ có ở dưới kia là có khoảng 2 sào thì có đổ dốc là 5 đủ thôi. Còn dường như là bằng như sân như thế này hết. Khu vực thì thoát gió, đường xá đi lại thì cũng lưu thông rất là dễ nha quý anh chị. Thì nó là đường cấp phối đất, đường đất cấp phối 4 m. Từ đây mà ra tới đường bê tông là 700 m nhé. Và lô đất này thì hiện tại là đã có một cái căn nhà xây nhỏ nhỏ, nhà tạm á, mà vẫn chưa có điện nữa nhé. Điện thì cách 400 m và tới đường điện. Và hiện tại trên rẫy thì vẫn chưa có đường điện. Và ở dưới thì có một cái phần sình rất là đẹp nhá. Thì chủ nhà đã múc sẵn hai cái hồ rồi, nhưng mà hồi giờ họ người ta cũng không có làm gì đến cái phần sình. Thì chủ nhà đang có dự định là nếu không bán trong thời điểm này thì người ta sẽ là trồng cây ăn trái xuống, phá cao su đi và trồng cây ăn trái xuống. Thì cà phê này là cà phê năm thứ 5 nha quý anh chị, thì trái cũng rất là sai mà đang chín bói, chuẩn bị đợt tới là thu hoạch. Vì thế đất thì rất là bằng luôn. Thì trên đất là chủ yếu là chỉ có là trồng cà phê với cao su thôi nha quý chị, không có cây nông nghiệp nào khác. Có 500 cây cà phê năm thứ 5 bắt đầu thu chính và 300 cây cà phê là bắt đầu năm nay cho thu bói. Từ lô đất này mà đi ra tới trung tâm xã là chợ trường học cấp 3 là khoảng 4 km nha quý chị. Thì có 700 m là đường đất cấp phối 4 m, còn tất cả là lưu thông bằng đường bê tông và đường nhựa. Thì đường đất cấp phối này thì nếu xe bán tải là có thể vô đến rẫy nha quý chị. Và xe 4 chỗ thì gầm cũng hơi thấp, nhưng mà nó sẽ có vài chỗ là nó hơi khập khiễng thì cũng hơi khó đi, nhưng mà xe bán tải nó có thể đi vào tới rẫy được. Ở đây là cái con đường đất cấp phối này, và từ đấy đi ra tới đường bê tông là không có bị dốc gì đâu nhé, thì nó cũng cứ bằng bằng như thế này thôi. Phía trên này là cà phê năm thứ 5 nhé, là đang bắt đầu là cho thu mạnh rồi. Từ cách chợ trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trung tâm ủy ban xã là 4 km. Và nếu mình đi ra hết cái đường đất này là phía ngoài đó là rất là đông dân nha quý anh chị. Thì cái lô đất này là ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông nhé. Và lô đất này đang có giá là
đang có giá là 1 tỷ 3 nha quý anh chị. Thì giá này là vẫn còn thương lượng nhẹ. Lô đất này thì chuẩn bị là năm tới đây thì nguồn thu cũng tương đối là khá. Phần dưới này là nếu như mà mình có một cái phần sình rất là đẹp nhá, nhưng mà trồng cây ăn trái thì nuôi cá thì cũng rất là phù hợp luôn. Cao su thì cũng muốn khai thác hết rồi. Thì cái này mình chỉ đây là căn nhà cấp 4 này. Thì căn nhà cấp 4 thì rộng khoảng 120 m². Còn phần cao su này thì cũng khai thác muốn hết rồi. Thì mình bây giờ sẽ chỉ bán cây thôi. Nếu mà trong mình bán cây thì khoảng 300 cây cao su như thế này thì chắc khoảng được khoảng 20 triệu. Tại vì cây của nó cũng không có được to lắm. Chỉ có là bị dốc khoảng 2 sào, kể ở cái đoạn này là dốc khoảng 5 độ thôi nhá, 5-7 độ giờ thôi. Thì không bị dốc gì đâu. Còn ở dưới sình này là bằng. Thì nó có khoảng cỡ 3 sào sình nhá quý anh chị. Nếu ở dưới này mà mình trồng cây ăn trái vòng quanh hồ thì khá là thích hợp. Ở dưới thì chủ nhà cũng đã múc sẵn hai cái hồ rồi, cũng rất là rộng. Cao su thì mình cũng không có tính nữa, tại vì nó cũng khai thác là muốn hết rồi. Ở phía dưới phần sình này thì ngoài hai cái hồ mình múc ra là ở dưới chân rẫy mình là có một cái con suối lớn nha quý anh chị. Con suối này cũng chảy ngang qua mấy rẫy đó, suối cũng lớn. Dưới này thì chủ nhà cũng mới trồng được khoảng 300 cây cà phê năm thứ hai. Nhưng mà phần dưới này thì chủ nhà cũng không có chăm bón mấy nên là cá nó cũng xấu. Hồ cũng để không mà thôi chứ không nuôi cá. Trước thì để rậm lắm thì chủ nhà cũng mới phát cỏ lại, dọn bớt đi. Nhìn cái hồ nó cũng hơi lùm thổ. Cái diện tích phần sinh này nó khoảng cỡ là 3 sào nhá quý anh chị. Ở trên này thì nếu mà mình trồng cái ăn trái dọc theo hai bên bờ hồ này thì rất là đẹp. Cà dưới này thì chủ nhà không có được chăm là nó xấu lắm. Thì được cà phần trên cái tầng. Mà cái mảnh đất này mà mình mua để trồng trái cây thì phù hợp lắm nhất, tại vì ở đây thì phát gió, nước nôi tưới thì đầy đủ, không bao giờ mà bị sợ hết nước hết. Và cái ranh mình là tới những cái bụi chuối ở đây nhá quý chị. Bụi chuối đó là có một con suối là chảy dọc theo đất của mình. Thì bị duy nhất là ngay cái chỗ đám cao su phía trên đó nó có độ dốc là 5-7 độ thôi. Thế còn đa số là bằng từ trên kia xuống dưới này. Khu vực này thì nếu mà mình muốn kéo điện là mình sẽ kéo khoảng 400 m nha quý anh chị. Còn hiện tại thì vẫn chưa kéo điện vào trong này. Mà phía sạt nhà mình thì cũng đã có nhà dân ở đó rồi, người ta cũng đã kéo điện rồi. Thì mình nhờ kéo với họ thì cũng được đó, không vấn đề gì đâu. Ở dưới này thì rất là bằng, trên bằng dưới bằng, và chỉ có hai sào là đất có độ dốc 5 độ thôi.
từ đây mà ra đến đường bê tông là 700 m nha quý anh chị, và đường đất 4 m, xe ô tô xe bán tải có thể vào được. Từ ở đây mà đi ra tới trung tâm huyện Đắk Rờ Lấp á, thị trấn Kiến Đức cũng là quốc lộ 14 luôn, là 14 km nha quý anh chị. Và nếu mình đi lên Gia Nghĩa thì 26 km sẽ tới thành phố Gia Nghĩa. Và cái khu vực đất Đạo Nghĩa này thì nó giáp với là đất Lâm Đồng nhé, chứ không phải là nó giáp với phía bên phía Đức. Khu đất này có giá là 1,3 tỷ nha quý anh chị, sổ trong trên sổ là 1 hectare 18.000 mét vuông, giá là 1,3 tỷ thì chủ nhà vẫn cho mình thương lượng, mình còn thương lượng được một ít, không nhiều đâu, mà chắc khoảng cỡ 20-30 gì đó thì được, nhưng mà nhiều thì em nghĩ là họ không thương lượng đâu, tại vì cũng có rất là nhiều người người vào trả vào nhưng mà người ta chưa thích bán lắm, tại vì người ta nhiều đất nên là có điều kiện đó, nên là họ hợp lý thì họ bán, còn không thì họ cứ để đó thôi, chứ họ cũng không cần bán gấp nữa. Thì khu vực này thì đất cũng rất là bằng, không có bị dốc lắm. Mà ngày xưa khu vực này là trồng rất là nhiều cao su nhá, nhưng mà cao su sau này xuống giá thì dân người ta bắt đầu là phá cao su và người ta trồng lại những cái cây nông nghiệp khác. Quanh khu vực đây thì cũng có một vài hộ dân là ở thưa thớt, nhưng mà mình đi ra tầm 700 m ngoài kia là dân ở đông hơn. Và đây là cái con đường mình đi từ ngoài đường bê tông đi vào, thì đây là cái con đường men theo cái vườn cao su này đi ra nhé. Thì đây là đường đã hiển thị trên bản đồ nhé, mình không có phải là đi qua 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 đi nhờ hay là đi qua rải nhà ai hết, đường này là nhà nước đã đo và trừ cái con đường ra rồi, đường của nhà nước, đường đi chung hết, chứ không có phải là của cá nhân của nhà nào hết. Từ đây mà đi ra 700 m là phía ngoài kia là tới đường bê tông rồi. Đường thì cũng rất là dễ đi nha quý anh chị, không bị dốc, không bị lầy lội gì hết, thì chừng chỉ có 1-2 điểm là nó bị sỏi, nên là nếu mà xe ô tô gầm thấp 4 chỗ thì hơi khó đi. Và đây là cái con đường bê tông đi ra trung tâm xã chở trường học nha quý anh chị. Thì từ lô đất mình đi ra tới đây là 700 m nhé, và bên ngoài này thì cũng dân ở vùng đông, còn phía xa xa kia là tỉnh lộ 685 nhé, là trung tâm xã chở trường học. Và ở ngoài đó thì từ lô đất mình đi ra tới đó là 4 km nhé. Ngoài đó là trung tâm xã Đạo Nghĩa đó, thì lô đất mình nhờ chỉ đi 700 m đường đất là ra tới đường bê tông thôi. Vị trí lô đất mình là ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị, và lô đất này có diện tích là 1,8 hecta và có giá bán là 1,3 tỷ nha quý anh chị. Thì vẫn còn thương lượng nhẹ cho quý anh chị nào mình thiện chí.
Và nếu quý anh chị nào mình muốn có thêm thông tin về lô đất thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại em để dưới phần mô tả nhé. Thì em sẽ tư vấn thêm cho quý anh chị và cũng như là gửi sổ để quý anh chị coi để tham khảo lô đất. Lô đất thì rất là bằng luôn. Cà phê năm thứ năm thì đã bắt đầu là cho thu chính rồi. Và có 600 cây cà phê năm thứ năm nhé, còn 300 cây là cà là năm thứ ba. Thì năm nay cũng bắt đầu là cho thu bói. Còn ở dưới này là cái phần sình, phần hồ của mình. Thì ở đây thì nếu mình trồng cây ăn trái thì rất là thích hợp luôn. Ở phía dưới này cũng có một con suối lớn rồi nữa nhé quý chị. Đó, con suối ôm dưới chân trại mình. Thì cái chỗ cao su này thì cũng không còn thu hoạch được bao lâu nữa thì mình có thể phá để trồng cái cây nông nghiệp khác. Và video hôm nay của em đến đây thì cũng đã hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nhé. Nếu quý anh chị nào mà muốn có thêm thông tin về lô đất thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại em để tiếp phần mô tả này, thì em sẽ tư vấn thêm cho quý anh chị.